Xin chào mọi người nhé, hôm nay là Lực lại tiếp tục với một cái series ăn những cái loại cây dại mà nó sống xung quanh mình nhé mọi người nhé. Đây, hôm nay mình sẽ ăn cái này người ta gọi là một cái cây cải định ở tiếng địa phương mình này. Thực ra gọi là cây cải định nhưng cái cây này người ta hay mang về nấu cho lợn ăn đấy mọi người. Đấy nhá, mình sẽ nhặt lấy các ngọn non này để hôm nay mình sẽ chế biến ăn xem thử thách xem ăn xem nó sẽ như thế nào mọi người ạ. Mọi người này, cái này, cây cải định nó như thế này này. Để nó cây già rồi nó sẽ ra hoa như thế này. Đấy. Đây là một cây dại nhá mọi người nhá. Mình sẽ nhặt về để mình sẽ chế biến. Đấy, bây giờ nó vào gần gần cuối vụ rồi, nó cũng sắp mọc hoa rồi. Nó ra hoa mất rồi. Nhưng mình nhặt cảm giác còn non. Còn non, còn ăn được. Hôm nay mình thử thách ăn cái cây này xem mùi vị nó sẽ thế nào. Đây này. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy. Đây nhá mọi người nhá, cái cây này, cái lá nó như thế này này. Nó mọc ở hoang dại, nó cái này mình không phải mình trồng đâu mọi người. Nó cây này nó mọc hoang dại. Đó, nó đã từng một thời là cái cây chống đói của cái thời xưa ấy. Trước làm gì mà đã biết trồng lấy các cái loại cái cây rau ấy để mà ăn đâu. Người ta vẫn cứ người già ngày xưa theo lời kể lại là bảo ăn cái cây này thì nó ngon lắm, thì hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ nhặt thật nhiều về để mà mình sẽ chế biến để ăn thử xem cái mùi vị và cái cảm giác của nó mọi người nhé. Đây là mọi người này, sau cũng khá chắc là hai anh em thì sẽ đủ ăn rồi. Đây, nó tốt, nó đẹp này. Và để làm được cái món rau này thì vô cùng là đơn giản mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành luộc rau nhé mọi người nhé, cái này chỉ luộc thôi. Nó thực ra nó nấu canh cũng được mà chúng ta luộc cũng được, nhưng hôm nay mình sẽ luộc. Hôm nay mình nấu nhiều lắm mọi người ạ. Mình làm nhiều thì ăn một trận cho nó sướng. Tại vì cũng rất lâu rồi mình không được ăn cái rau này rồi. Nhân tiện làm clip cho mọi người xem thì mình mới được ăn trở lại. Lâu lâu thèm thì mình lại lấy để mà làm ăn. Cái rau này nó rất là dễ chín nha mọi người nhé, nên là chúng ta chỉ trần một lúc thôi. Chúng ta sẽ bỏ ra. Tại vì nó bản chất của nó rất là non mềm. Nó mềm, nó non lắm cái rau này ấy, nó không ấy đâu. Tại vì nó là cây dại, và cây dại thì nó non mềm lắm. Đây, và rau đã chín rồi mọi người này, mình sẽ vớt ra này. Vớt ra để cho nó ráo nước đi. Cho nó đỡ đen. Thơm lắm, cái mùi của nó rất là thơm luôn. Mùi thơm quá, thèm thật. Đây, mình vớt ra để nó ráo cho nó ráo nước đi, với rau nó đỡ bị đen. Đấy. Vâng, và đây là thành quả của mình mọi người nhé. Hôm nay cái điều chính ở đây ấy là mình muốn giới thiệu mọi người ấy, đó chính là cái món rau này thôi. Cái món rau này ở người Bắc mình gọi là cây cải định nhá. Cái cây này thì nó rất là tốt trong cái việc chữa trị táo bón và hỗ trợ về cái phần não ấy, rất là tốt luôn cái cây rau này ấy. Thực ra gọi là rau nhưng nó chỉ là một cái cây cỏ dại thôi mọi người. Và trong cái bữa ăn hôm nay thì để mà ăn cùng nó ngon thì mình sẽ có nấu một bát mẻ trắng mọi người nhé. Đây, bát mẻ trắng đây. Bát cơm mẻ chua, chua cay. Và ăn kèm với một ít đậu. Và chấm chanh ớt với cả một ít dưa nữa. Mùa hè ăn thế này rất là mát mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái thành quả của mình mọi người nhé. Mình
sẽ bóp chanh vào và thưởng thức cái món ăn rất là đặc biệt của mình. Cây cải định nhá mọi người nhá. Đấy nó là một loại cỏ dại, mọi người lưu ý là nó là cỏ dại chứ không phải là rau, gọi là mình nấu về thì mình gọi là rau thôi chứ còn. Bây giờ nhá mình sẽ gắp thử một cái dại này về, cái cải định nhá mọi người nhá, nhớ là cái cải định nhá. Chắc ai người Bắc ở người dân tộc thì mới biết được, còn một phần không biết là mình sẽ chấm cái mẻ chấm lệt sệt này, nó bám này mọi người này, bám vào cái rau này. Mình sẽ ăn thử này. Ngon. Cái vị rau ấy khi mình luộc nó vừa tới này thôi thì nó có một cái giữ được cái cận này, nó có một cái vị ngọt ngọt. Cái vị ngọt ngọt thanh của nó ấy. Mà chấm cái mẻ chua chua cay này rất là vừa luôn này. Bây giờ mình sẽ làm một miếng to này. Đây này. Tuyệt vời. Quá là ngon luôn, mình không nghĩ là khi mà chúng ta bứt lên đấy mà ngửi ấy thì nó có một cái mùi he he. Nhưng mà khi chúng ta luộc sơ đi như này thì nó không không còn thấy cái vị he nữa. Bây giờ mình sẽ không chấm mẻ, mình sẽ ăn thử với chấm với chanh muối ớt xem nó như thế nào mọi người nhé. Thử xem mà chấm cái nào nó sẽ ngon hơn. Không ngon bằng chấm mẻ. Đúng là người già ngày xưa người ta được ăn rồi ấy. Nên là mọi người, các ông, các bà chia sẻ rất là đúng luôn. Từ ra ăn chấm một cái mẻ nó ngon hơn nhiều. Mình sẽ làm một miếng to to hết cỡ rồi xem. Để cảm nhận lại cái hương vị của nó, ăn thế này thì nghiện đất. Rất là ngon luôn mọi người. Ai chưa từng thử thì hôm nào các bạn có thể lấy về thử ăn, nấu ăn nhá. Tuyệt vời. Ngon lắm, mình ăn cái này cảm giác đi từ ngày mình hay làm cái ẩm thực này. Đi ăn này cảm giác nó muốn nghiện lên mọi người ạ. Tại vì ăn những cái lạ lạ này rất là ngon luôn. Rồi tuyệt vời. Tuyệt vời. Thôi vậy nhá, hai anh em mình xin mời mọi người cùng dùng bữa mình nhá. Đây này. Hai anh em mình sẽ ăn hết chỗ này luôn để cảm nhận được cái hương vị, cái mùi vị rau thật sự rất ngon và tuyệt vời luôn. Nếu bạn nào không tin và bạn nào muốn thử thì các bạn nhặt ngay cái loại cây này về và luộc chấm mẻ như mình. Các bạn sẽ cảm nhận được ngay là cái mùi vị hương của nó thật sự quá tuyệt vời. Nào bây giờ xin mời hai anh em mình, xin mời mọi người dùng bữa mình nhé. Bây giờ mình sẽ cho bạn Tem ăn thử xem. Vĩ nhá mọi người nhá, Vĩ nhá, Vĩ đã từng xuất hiện trên kênh rồi. Vĩ có thể ăn thử và sẽ cảm nhận là mọi người. Rồi, các bạn ăn cùng mình nhá. Mình sẽ sướng chấm cái mẻ này cơ. Chấm cái mẻ này ăn nó cảm giác nó sẽ ngon hơn đấy. Cái muối ớt này thì chấm không ngon bằng. Ăn thử nào. Ăn miếng to em ạ, chấm ngập vào nó mới ngon. Đấy. Mát vào. Chất luôn. Hôm nay mình có nấu cơm nhá, nấu hai anh em nấu nguyên một cái nồi cơm. Nấu nguyên một cái nồi cơm to luôn. Ngon nhỉ? Đã được ăn bao giờ chưa? Chưa. Đấy. Em Ví em nói là chưa được ăn bao giờ, lần đầu tiên ăn mà cảm thấy rất ngon này. Mình cứ làm từng miếng ngập chân răng như này ngon này. Cái rau, cái cận nó ngon, ngọt. Thực ra nó mùi ở cái lá này. Cái lá này nếu mà nấu ấy, nó mùi hơn. Mùi hăng hăng. Để thế nó có hơi mùi hăng hăng. Nhưng mà cái cận này thì ăn nhai nó có vị ngọt ngọt. Mà chấm với mẻ thì thôi rồi. Dạ, miếng bự. Cái mẻ trắng mà mình làm nó chua như này ấy. Chua này mà mình nấu, mình không thêm cái gì nhất. Phải là chua thì ăn chua cay, ăn với kèm với cái nó mới ngon được. Có một út cay cay nữa nhỉ. Đấy, vị ngọt ngọt. Cay ngọt ăn rất ngon luôn. Mà không có cảm giác này chua nữa. Để ăn được ngon.
Ăn đi em ơi, ăn mạnh đi. Hai anh em mình mời mọi người ăn cơm nhá. Và mọi người ơi, tới này đây thì đoàn lực sẽ tiếp tục ra những cái series về còn có những cây dại độc lạ hơn nữa. Thì tới nay mình sẽ ăn thử nhá mọi người nhá. Một là mình ăn có thể là nếu chẳng may ăn bị ngộ độc chết, hoặc là mình vẫn còn sống để mình làm clip để thêm mọi người tiếp theo, nói tiếp theo mọi người tin không? Mình sẽ còn ăn rất nhiều các loại cây cỏ nữa trong series tiếp theo về clip của mình. Đấy, trong cái thời buổi bây giờ mọi người hết sức thông cảm cho anh em mình vì là đang cái dịch bệnh như này thì mình cũng không đi đâu đi làm được. Vừa công tác xã hội vừa là con nhỏ nên mình cũng không có nhiều thời gian để làm video, cũng vừa phải đi làm thuê. Thế nên là mình sẽ bố trí thời gian hợp lý nhất để mà ra nhiều video hấp dẫn hơn để gửi tới mọi người, phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người. Rất mong mọi người hãy đăng ký kênh này. Ngay bây giờ mọi người hãy đăng ký kênh này để đón xem nhiều hơn nữa những clip trên kênh của hai anh em mình. Mình xin cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó, chiến thôi em. Chiến thôi.